Vâng, xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Tôi đang có một chuyến khảo sát về cho gia đình anh Tùng tại Bắc Giang để tiến hành khảo sát thiết kế cho gia đình anh một mẫu nhà mơ ước. Và sau đây xin mời các bạn sẽ xem quy trình chúng tôi tiến hành khảo sát tại khuôn đất của gia đình nhà anh Tùng tại Bắc Giang nhé. Và trong đây là cái khuôn viên khu đất nhà anh Tùng tại khu vực thị trấn Vôi, Bắc Giang. Đó, thì hướng chính là chúng tôi đo được là 296 độ Tây và ở đây dự kiến xây dựng một ngôi nhà ống với 2,5 tầng. Và chiều mặt tiền là 4,5m, chiều sâu là 16m đấy mọi người. Nhà anh là có hai mặt tiền, một mặt vỉa hè và một mặt phía sau đường chính đường phụ đấy. Thì nhà hàng xóm là hai bên đấy mọi người. Đấy, đường xóm là hai bên hàng xóm. Thì mời mọi người cùng đón chờ cái sản phẩm mà công ty chúng tôi làm ra cho anh Tùng tại Bắc Giang nhé.